Hôm nay mình có được một lô cuốc chim hát của Mỹ. Cái lô này rất là ngon nha anh em, đẹp quá đẹp, tuyệt vời luôn. Cái lô này thì nó đẹp mới long lanh luôn. Đó, mình về được chỉ có mấy chục cây thôi nha. Anh em đặt hàng thì tranh thủ đặt hàng. Cái cây cuốc chim hát này với tổng chiều dài của nó là 90 cm và tổng cân nặng là 3,5 kg. Cái lô này về rất là mới, rất là đẹp nha anh em. Anh em xem lô này rất là đẹp, đầu cán chống tuột đẹp đẽ đó. Cái cán này là cán sợi thủy tinh bọc nhựa chịu nhiệt bên ngoài, tay cầm thì là tay cao su đúc chống trượt, đúc liền khối cho anh em. Nó có móc treo sân vườn rất là tiện lợi cho anh em này. Anh em cầm thấy là rất là lực, rất là chắc tay. Hàng cũng mới đẹp, rất là ngon. Cái này mình về chỉ có vài chục cây nha. Anh em đặt hàng thì liên hệ mình. Mình muốn giao lưu với anh em cái cây cuốc chim hát này với giá là 600.000, chưa bao gồm phí ship một cây. Một cây như thế này là 600.000, chưa bao gồm phí ship. Mình về chỉ có vài chục cây thôi. Anh em đặt hàng thì tranh thủ liên hệ. Cái lô này rất là mới, rất là đẹp anh em. Đẹp. Cây nào cũng đẹp long lanh hết. Cái này là hàng nó tồn kho nha anh em, nó tồn kho nên nó còn rất là mới, hàng chưa sử dụng luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin thân ái chào tạm biệt tất cả.